Vâng kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 11 năm 2019 Kính mời các bạn xem bản tin 7 lọ cho từ Anh về Hà Tĩnh 39 người mất dân Việt vẫn ra đi Vâng các bạn đã chứng kiến thời gian qua đó là những thông tin rất đau lòng với việc 39 người Việt Nam đã bị chết cóng và ngạt trong chiếc container đông lạnh tại Anh trên hành trình họ trốn vào đất nước này Và ngày hôm nay 7 gia đình ở Hà Tĩnh đã đồng ý thiêu xác người thân đã bị chết trong những chiếc container đó và đóng vào hộp để đưa về Việt Nam chôn cất. Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được xin chia sẻ và các bạn cũng có thể xem trên một số trang truyền thông. Đó là đây là hình ảnh của lãnh đạo huyện Can Lộc đến động viên thăm hỏi gia đình một nạn nhân bị chết cóng và ngạt trong container đông lạnh tại Anh. Vụ 39 người chết trong container đông lạnh, 7 gia đình ở Hà Tĩnh đã đồng ý nhận cho cốt. Hôm nay ngày 10 tháng 11 năm 2019, lãnh đạo huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết không có việc cán bộ đến gia đình vận động đóng tiền chỉ đến để vận động gia đình nạn nhân đồng ý đưa cho cốt nạn nhân tử vong ở Anh về quê hương Mai Táng mà thôi. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rõ. Và trước đó trên mạng xã hội đã lan ra thông tin các cán bộ tại Nghệ An, tại Hà Tĩnh đã yêu cầu gia đình nạn nhân phải ký thay vì nhận nguyên xác sẽ chuyển sang nhận lọ cho và đặc biệt là họ phải trả thêm chi phí cho việc đưa những cái lọ cho này từ Anh về Việt Nam và đây là hình ảnh của một số trang truyền thông mạng xã hội đã đăng tải những bản nhắn tin cũng như là những bình luận của việc mà các gia đình của nạn nhân bị chết cóng và ngạt trong container tại Anh phải đóng tiền để có thể nhận xác tại Việt Nam. mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin cho rằng những gia đình ở Hà Tĩnh có con tử vong ở Anh muốn đưa thi thể về nước thì phải đăng ký và ký kết đồng thời đồng ý đưa cho cốt về Việt Nam và động và gia đình phải đóng thêm tiền để hỗ trợ một phần chi phí này với những cái thông tin như vậy trên mạng xã hội đã lan truyền rất mạnh rất nhanh và nhiều người đã chia sẻ mặc dù cái sự kiểm chứng của nó là khá khó khăn và chính quyền tại Hà Tĩnh ngày hôm nay đã vội vàng lên truyền hình và truyền thông bác bỏ thông tin là phải đóng thêm tiền thì mới nhận được xác của thân nhân của mình đây là thông tin tiếp theo đây là hình ảnh của phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Can Lộc Bùi Huy Cường đã chia sẻ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc Bùi Huy Cường cho biết, thông tin trên mạng xã hội là hoàn toàn sai lệch. Tôi khẳng định không có chuyện chính quyền địa phương đến nhà vận động gia đình đóng tiền để đưa thi thể nạn nhân về nước, ông Cường nói. Cũng theo ông Cường, địa phương chỉ đến vận động gia đình đưa cho cốt về thay vì đưa thi hài về quê hương mai táng. Huyện Can Lộc có 7 gia đình đã ký vào đơn đồng ý để đưa cho cốt người thân về nước. Sau khi cho cốt, cho cốt được đưa về nước, chính quyền địa phương cam kết sẽ đưa thân nhân ra Hà Nội nhận và đưa về an táng theo phong tục địa phương, ông Cường nói thêm. Ông Nguyễn Đình Gia, bố của nạn nhân Nguyễn Đình Lượng, chú ở xã Thanh Lộc cho biết, tôi không thấy chính quyền nhắc đến việc phải đóng tiền. Và mặc dù đã có 39 người chết cóng và bị ngạt tại Anh, nhưng người dân Việt Nam vẫn chấp nhận mất rất nhiều tiền để tiếp tục ra đi. Ờ, mặc dù trên con đường đi họ có thể sẽ chịu nhiều dành. may rồi, nguy hiểm đến tính mạng và thậm chí có thể chết như những nạn nhân tại Anh vừa qua. Và những thông tin tiếp theo đã được đăng tải trên một số trang truyền thông quốc tế như sau. Đây là hình ảnh của Phạm Thị Trà My và Nguyễn Đình Lượng là hai người được cho rằng nằm trong số 39 nạn nhân đã chết trong chiếc xe container lạnh đó. Dòng người Việt Nam vẫn quyết bỏ quê hương, không dừng lại. Vì sao vậy? Cùng lúc nhiều người đặt câu hỏi vì sao Việt Nam nay là đất nước đã có nhiều tiến bộ về kinh tế trong một phần tư thế kỷ qua đã trở thành quốc gia có thu nhập bình quân ở mức trung bình cao mà nhiều người vẫn rời quê hương bằng mọi cách, bất chấp nguy cơ bỏ mạng nơi xứ người. Khi phải quyết định rời bỏ quê hương dù bằng con đường hợp pháp hay tìm đường nhập cư bất hợp pháp, một người người luôn mọi người luôn cân nhắc giữa yếu tố thúc đẩy và yếu tố lôi cuốn. Và hàng chính vì vậy mà hàng trăm nghìn người Việt Nam đã rời bỏ quê hương Việt Nam mỗi năm cùng nhiều lý do riêng khác nhau và đây là hình ảnh của một tổ ấm hạnh phúc của gia đình ca sĩ Mỹ lệ và chồng Việt Kiều tại châu Âu điều này cũng đã thôi thúc nhiều người vượt biên và tìm mọi cách để vào những nước thuộc châu Âu như vậy và những năm vào 1980 khi làm việc trong các trại tị nạn ở Đông Nam Á qua tiếp xúc với nhiều thuyền nhân nguyên nhân họ ra đi bao gồm sợ bị đàn áp bắt giam tránh phải đi bộ đội để khỏi chết dưới tay khmer đỏ bên campuchia bị phân biệt đối xử vì quốc gia thuộc gia đình cựu quân quân chính quân đội Việt Nam Cộng hòa vì là người gốc Hoa hoặc là vì tôn giáo hay ra đi để được học hành, để có cuộc sống tốt đẹp hơn, đó là những yếu tố thúc đẩy nhiều người ra đi. Yếu tố lôi cuốn là thông tin từ thân nhân, bạn bè vượt biên, vượt biển thành công, họ được định cư, được trợ cấp tài chính để đi học hay có việc làm, mua được xe ô tô trong một thời gian ngắn và còn có tiền gửi về giúp gia đình. Ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Hà Lan, Anh Quốc, nếu gia đình có con nhỏ mà thu nhập thấp còn được chính phủ trợ cấp mọi mặt qua hình ảnh đứng bên chiếc xe ô tô, qua những thùng quà hay đô la gửi về giúp gia đình có đời sống khá hơn, xây được nhà mới cho bố mẹ, đó là những sự hấp dẫn, lôi cuốn người còn ở lại, muốn rời bỏ quê hương Việt Nam mà đi. Và đã có hàng trăm nghìn người Việt Nam bị chết trong những hành trình rời bỏ quê hương đó từ trước đến nay, và điều đó rất đau lòng. Và đây là hình đài tưởng niệm thuyền nhân ở quận Cam, California, tại Mỹ người vượt biển chắc còn nhớ câu nói trước khi từ biệt người thân một là con nuôi má hay là má nuôi nuôi con ba là con nuôi cá tuy nhiên chỉ vì một phần may mắn so với hai phần rủi ro có thể tử nạn nhưng cả triệu người đã ra đi bất chấp sóng dữ và hải tặc bao nhiêu người đã vùi thây trên biển người viết đã nghe nhiều câu chuyện thảm thương trên biển và trực tiếp biết chục người là con em của thân nhân và bạn bè đã ra đi mà không có tin tức cho đến nay Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ước tính số người chết trên biển lên đến hàng trăm nghìn người. Tại quận Cam, California có một đài tưởng niệm thuyền nhân tử nạn với nhiều nghìn danh tính do thân nhân cung cấp được khắc trên những bia đá đó. Và để gần lại chúng ta thấy những cái đài tưởng niệm này đã có từ rất lâu tại Mỹ, dành cho hàng trăm nạn nhân, đó là những người Việt Nam đã phải bỏ xứ ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Và tổng số người, trong những năm vừa qua đã rời bỏ Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau lên tới 2,5 triệu người theo thống kê và đây là hình ảnh của cảnh sát Anh uh, cung cấp với uh, hình một thanh niên Việt Nam đang nằm uh, ngủ và trông uh, trong cái vườn trồng cần sa ở uh, ngay trong khu nhà này và họ đã bị uh, phải làm việc ở trong những khu nhà này không được tiếp xúc với xung quanh hàng năm trời đây là cái điều mà người Việt Nam đang phải trải qua Việt Nam chỉ chiếm phần nhỏ Số người bỏ quê hương ra đi đông nhất là từ Ấn Độ, Mexico, Nga, Trung Quốc, Bangladesh, Pakistan, Ukraine, Philippines với hàng triệu mỗi năm, theo báo cáo năm 2018 của Tổ chức Di dân Quốc tế, viết tắt là IOM. Cũng theo số liệu của IOM, số người Việt Nam đi định cử ở nước ngoài không nhiều. Trong thời gian từ năm 1990 đến năm 2015, có 2,5 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài, trung bình một năm có 100.000 người những quốc gia đón nhận nhiều di cư nhất là Mỹ, Đức, Nga, Ả Rập Saudi, Anh Quốc. Đông nhất chọn Hoa Kỳ vì nơi đây có chính sách di dân cởi mở, có hệ thống giáo dục đại học đứng hàng đầu thế giới, có nhiều công việc và nhiều cơ hội cho di dân khi họ đến đây. Và dù ra đi bất hợp pháp, nhưng khi may mắn đến nơi thì những người Việt Nam này vẫn có cơ hội sống tốt hơn ở Việt Nam. Và đây là một chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh của những thiếu nữ Việt Nam ngay thời điểm này, ngay lúc này họ vẫn đang ở trong những khu rừng của Pháp ở trong những khu lều tạm với không khí và rất lạnh để họ chuẩn bị có đón những đoàn xe và có thể lên trên đó xe container và tiếp tục để vào Anh một cách bất hợp pháp. Tại California, tại California Mỹ có nhiều người, nhiều việc, những nông trại thu hút di dân từ Nam Mỹ, các dịch vụ làm ở nhà hàng, siêu thị, sơn móng tay, cắt cỏ, dọn dẹp cho các nhà thầu cất xây thượng xây thường hấp dẫn người châu Á. Với di dân không phép làm những việc này tuy thu nhập không cao, cuộc sống không giàu, nhưng so với đời sống ở quê hương thì vẫn khá hơn và còn có thể gửi tiền về để giúp đỡ gia đình. Sống không hợp pháp tại Mỹ, nhiều di dân tìm mọi cách hợp thức hóa qua kết hôn để có thể sanh rồi được thành công dân Mỹ. Nếu không được như thế, nhiều người hy vọng một ngày nào đó sẽ được ân xá để trở thành cư dân hợp pháp đã có chính sách dưới thời chính quyền Reagan trong thập niên 1980 và chính quyền Clinton trong thập niên 1990. Đó là lý do mà nhiều người Việt là du học sinh, du khách hay công nhân xuất khẩu lao động khi đã vào được Mỹ và nếu có cơ hội hầu hết đều tìm cách ở lại. Với thảm kịch 39 người Việt Nam chết trong thùng xe hàng đông lạnh ở Anh, khi quyết định ra đi, chắc chắn họ và người thân trong gia đình cũng phải cân nhắc giữa thành công và rủi ro trước khi quyết định bỏ ra một số tiền lớn để được dẫn đi như vậy cuộc sống của người nhập cư bất hợp pháp ở Anh cũng giống như ở Hoa Kỳ, một khi đã đến nơi là họ có thể tìm được việc làm, không chỉ đủ nuôi sống bản thân mà còn giúp được gia đình của họ ở trong nước. Và vụ việc 39 người Việt Nam trốn vào Anh và bị chết trong container đông lạnh được quốc tế đánh giá là nạn nhân của nạn buôn người. Và đây là hình ảnh của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch của Boat People SOS là một tổ chức uh, chuyên về giúp đỡ và theo dõi những người di cư. Vụ việc này có phải là buôn người hay chỉ là đưa người nhập, nhập cư lậu vào nước Anh mà thôi? Đây là câu hỏi uh, rất nhiều người đã đặt ra. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch SOS nhận định đây là vụ việc buôn lậu người, tức là đưa người đi lậu có trả tiền. Nếu sống sót có thể là một trong số sẽ trở thành nạn nhân buôn người, tức là những cái người sẽ bắt buộc phải làm trong những cái nhà uh, chứa hoặc là làm việc lao động và nhận lương rất ít, thậm chí gần như không nhận lương để trừ nợ. Hôm 2 tháng 11 năm 2019, ông Thắng có một bài viết trên tạp chí Mạch Sống phân tích về việc này như sau. Thường thì những người nhập cư lậu dễ trở thành nạn nhân buôn người vì tình trạng cư trú bất hợp pháp, vì không có lựa chọn về sinh kế, vì có khoản nợ lớn ở quê nhà hay vì bị khống chế bởi băng đảng tội phạm. Tuy nhiên, cũng có những người nhập cư lậu không bị rơi vào hoàn cảnh bị bóc lột sức lao động và do đó họ không là nạn nhân của buôn người. Trường hợp 39 nạn nhân chết trong container là buôn lậu người, nếu sống thì có những người có thể trở thành nạn nhân của buôn người, ông đã nói như vậy. Và dòng người Việt Nam vẫn tiếp tục ra đi không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua và ngay cả lúc này khi Việt Nam đang đối diện với rất nhiều những tai tiếng do vụ 39 công dân của mình bị chết tại Anh. Và đây là hình ảnh của cha chân lý đến thăm các gia đình tại Togo thuộc châu Phi. Ngày nay người Việt Nam vẫn bỏ nước ra đi, được gọi bằng những danh từ mới như tị nạn giáo dục, tị nạn môi trường, họ ra đi bằng con đường kết hôn với người nước ngoài, bằng đường du học hay xuất khẩu lao động. Việt Nam không chỉ xuất khẩu lao động sang những quốc gia tân tiến như Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Mỹ, mà cả những nước nghèo như Togo, Châu Phi, nơi tôi đã gặp mấy bạn trẻ qua đó buôn bán, mở nhà hàng và làm việc tại phòng rửa hình. Một bạn sống ở Togo 8 năm cho biết ở đây ăn uống không sợ có chất độc, không khí trong lành, người thân cứ nghĩ đời sống bên châu Phi khó khăn nhưng người ta nói anh có một cuộc sống rất thoải mái. Với nhiều người Việt, những yếu tố thúc đẩy họ phải rời xa quê hương vẫn còn mạnh lắm, bài báo đã nói. Và với những hình ảnh này chúng ta đã thấy là người Việt đã đi khắp nơi trên thế giới và đây là lý do mà hiện nay hàng năm có hàng trăm nghìn người Việt Nam đang rời đi. Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đang cố áp dụng cái kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa tại đây. Nhưng việc hàng triệu người dân vẫn bỏ Việt Nam ra đi để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi các nước dân chủ tự do phương Tây. Điều đó chứng minh một sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và thể chế chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Hàng triệu người dân không hề muốn thứ chủ nghĩa cộng sản lỗi thời và đầy đau khổ này. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng dũng cảm vứt bỏ được thứ lý thuyết ngoại lai này thì đất nước sẽ trở nên hùng mạnh và người dân Việt Nam không còn phải bỏ xứ mà ra đi nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy bình luận trong video này cũng như để lại những câu hỏi và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn trong những bản tin mới nhất, nhanh nhất, trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube cũng như Facebook của Thời báo .de để có thể cập nhật thường xuyên tin tức mới.